học cách khởi nghiệp như cá sấu. Một, chờ đợi thời cơ. Cá sấu là loài khá kiên nhẫn. Bạn đừng vội vã tiến hành công cuộc startup của mình khi chưa chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết. Cá sấu bất động, chờ đợi nhiều giờ để tóm được con mồi to lớn. Với cách săn mồi đơn độc, nó sẽ hưởng trọn phần thưởng cho công kiên nhẫn của mình. Thời gian chuẩn bị rất quan trọng, nó càng cần thiết nếu bạn chưa có kinh nghiệm. Mỗi bước đi chắc chắn sẽ tránh được nhiều rủi ro, dục tốc bất đạt. 2. Ẩn mình. Khi doanh nghiệp non trẻ của bạn ra đời thì sẽ đối mặt với những sự cạnh tranh khốc liệt từ những ông lớn. Để sinh tồn khi bạn chưa đủ lớn mạnh, hãy học cách ẩn mình khôn ngoan, len lỏi tìm kiếm thị trường vốn khan hiếm. Ẩn mình giúp cá sấu che mắt con mồi lẫn kẻ thù. 3. Tấn công chớp nhoáng. Khi đã xác định được con mồi, cá sấu hạ gục nhanh chóng với một cú đớp uy lực. Thời cơ đến, bạn phải nắm bắt nhanh chóng và tận dụng hiệu quả. Vì bạn chần chừ, con mồi sẽ là của kẻ khác. Điều quan trọng nhất là sự nhạy bén trong cách xác định đâu là mục tiêu tấn công khả quan và cách chinh phục nó như thế nào. 4. Tránh xung đột trên lãnh địa. Loài hà mã hay phá đám đôi khi gây nguy hiểm cho cá sấu, nên chúng thường cẩn thận với những người hàng xóm tinh nghịch này. Chúng tránh tranh chấp tối đa trên lãnh địa. Khi cạnh tranh quyết liệt, đối thủ yếu hơn sẽ khó trụ vững. Đó là bài học xương máu, hãy hòa hoãn, liên kết, tránh cho doanh nghiệp rơi vào những tình thế đối đầu. 5. Mạo hiểm lên bờ. Khi đã giữ vững thị trường, hay tìm cách mở rộng và tiếp cận những khu vực kinh doanh mới. Ví như bạn đang đi ngược dòng không tiến thì ắt phải lùi. Trên bờ không phải là sở trường của cá sấu, nhưng khi khan hiếm thức ăn, thỉnh thoảng tấn công trên cạn là cần thiết. Luôn giữ hòa khí khi làm việc với đối tác lẫn đối thủ. 6. Sống cộng đồng. Có câu buôn có hội, bán có phường. Hãy tạo những mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, thiện cảm trong lĩnh vực bạn đang kinh doanh và quan trọng nhất là những người đang cộng tác cùng bạn. Loài cá sấu hay tập trung thành bầy trên bờ sông để được an toàn. Với việc mở rộng nhiều mối quan hệ thì càng nhiều cơ hội đến với bạn. Kỹ năng đắc nhân tâm xem ra rất cần thiết. 7. Tham vọng chứ không tham lam. Khi ăn xong con mồi, cá sấu tìm nơi ẩn mình, nghỉ ngơi để tiêu hóa, ăn ít thì no dai. Đằng sau một món hời bất thường quá lớn có thể ngầm chứa nguy hiểm. Hãy làm giàu bền vững, đừng để lung lay bởi con mồi khó nuốt. Nhận định rõ tương quan giữa năng lực của mình và thị trường. 8. Hiểu mình là ai? Môi trường nước là sở trường của loài sấu. Vậy bạn phải luôn phân tích, đánh giá đúng thị trường và khả năng của bạn. Sự không nhất quán, ảo tưởng dẫn đến những hậu quả khó lường. Bạn hãy tự hỏi mình là ai? Bạn có gì? Cần gì? Hoạch định sao? Theo ơ hay. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.